Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 sợ dân chủ, đảng cản trở kinh tế thị trường. Văn kiện trình đại hội lần thứ 13 vẫn đưa ra một thông điệp là tiếp tục cải cách thể chế khiến nhân dân nhen nhóm hy vọng về một quá trình chuyển đổi dân chủ. Thế nhưng, đi vào nội dung của việc cải cách thể chế mới thấy thông điệp mà Đảng Cộng sản Việt Nam truyền tải để nhân dân chỉ hoàn toàn mang tính tuyên truyền, du ngủ người dân mà thôi. Hai nội dung căn bản của việc tiếp tục cải cách thể chế là thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường và chỉnh đốn đảng bằng cách tập trung quyền lực cao hơn. Đây là hình ảnh tọa đàm trực tuyến về chủ đề xây dựng chỉnh đốn đảng, những việc cần làm ngay do báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức vào ngày 5 tháng 4. Học giả Phạm Quý Thọ cũng nhận định đây là hai yếu tố mâu thuẫn nhau, không thể song hành cùng nhau. Việc tập trung quyền lực đảng nói chung hay chỉnh đốn nội bộ chống tham nhũng là cản trở cải cách thể chế thị trường. Phát triển kinh tế thị trường luôn gắn liền với chuyển đổi dân chủ. Đây là xu hướng tất yếu hiện nay diễn ra trên toàn thế giới. Phát triển kinh tế thị trường là quá trình thay đổi mọi mặt trong xã hội, dẫn đến thay thế những cấu trúc xã hội độc đoán, tập trung quyền lực vào số ít người bằng một hệ thống mà người dân có thể kiểm soát quyền lực, tham gia xây dựng xã hội tự do, bình đẳng thông qua rất nhiều những hình thức hoạt động dân sự khác nhau. Thị trường tạo động lực cho chủ nghĩa tư bản phát triển, đồng thời cũng phát sinh chế độ dân chủ với thể chế tam quyền phân lập dần hoàn thiện trong thế giới phương Tây phát triển. Và điều này rõ ràng hoàn toàn trống vắng ở Việt Nam. Và đọc qua những dự thảo của văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 thì chúng ta thấy rất rõ điều đó. Thế nhưng các Marx lại cho rằng chủ nghĩa tư bản tự đào mồ chôn mình và bị thay thế bởi chủ nghĩa cộng sản với phương thức sản xuất cao hơn. Đây là hình ảnh đám đông biểu tình đối thoại với các binh sĩ quân đội ở Moscow năm 1991. Trong giữa những năm thập niên 1920, ngay khi lên nắm quyền, Stalin đã chính thức hóa hệ thống tư tưởng của Đảng Cộng sản Liên Xô là chủ nghĩa Marx-Lenin và thay thế nền kinh tế thị trường bằng nền kinh tế kế hoạch. Có thể gọi đây là nền kinh tế cộng sản nguyên thủy. Nhà nước quản lý và kiểm soát hầu như toàn bộ các mặt về kinh tế, xã hội, sử dụng tem phiếu để phân phối hàng hóa tới người tiêu dùng. Ủy ban kế hoạch nhà nước sẽ dự báo về cung và cầu để các nhà máy, nông trường cung cấp hàng hóa hoặc xuất nhập khẩu. Mặc dù trong những thập niên đầu tiên, Liên Xô đã gặt hái được những thành công nhất định như nhà quan sát Võ Văn Quản đã tóm tắt như sau. Nền kinh tế phát triển, tịnh tiến tăng dần đều và chỉ bị gián đoạn trong đệ nhị thế chiến. Đời sống người dân tuy không tăng trưởng ở tốc độ choáng ngợp và có của cải dư thừa như ở phương Tây, nhưng các nhà khoa học đồng tình cho rằng nó luôn theo chiều hướng đi lên. Sự can thiệp toàn diện của nhà nước vào mọi vấn đề xã hội đồng nghĩa với việc chính phủ Liên Xô luôn duy trì chế độ giáo dục miễn phí, hệ thống y tế toàn dân, đóng góp khoa học và công nghệ của Liên Xô cho nhân loại luôn được Đông và Tây thừa nhận. Từ cuộc chạy đua lên vũ trụ cho đến cờ vua và khúc quân cầu, Liên bang Xô Viết luôn khẳng định mình là đại diện duy nhất có khả năng đối trọng lại với nửa kia của bán cầu Hoa Kỳ suốt hàng chục thập niên. Tuy nhiên, mô hình Liên Xô tồn tại hàng loạt những vấn đề của hệ thống vô cùng nghiêm trọng. Từ thói tham nhũng và thân hữu, giới lãnh đạo bảo thủ, thiên cực, cho đến giai đoạn kinh tế phát triển chững lại và hơn 20% ngân sách quốc gia phải chi cho hoạt động quân sự để giữ gìn chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ngoài. Hơn nữa, nền kinh tế tập trung đã gây những căn bệnh thành tích, triệt tiêu tính sáng tạo, sự cạnh tranh khiến hầu hết các loại sản phẩm của Liên Xô, dù là nông nghiệp, dịch vụ, thương nghiệp hay công nghiệp nặng đều có dấu hiệu thua kém so với quốc gia tư bản phương Tây. Những yếu tố trên cùng với sự sụp đổ của các nhà nước chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản theo chủ nghĩa Marx-Lenin tại Đông Âu bắt đầu từ Ba Lan đã góp phần dẫn đến sự sụp đổ của cả Liên Xô, thành trì kiên cố nhất của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới. Và tại đây, bản thân ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây cũng đã từng sang theo học. Nhà quan sát Dương Quốc Chính phân tích, Trung Quốc, chính xác hơn là Đặng Tử Bình, đã sớm nhận ra những mặt hạn chế của chế độ cộng sản nguyên thủy do Liên Xô đầu lĩnh.
Đây là hình ảnh Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông tiếp Tổng thống Mỹ Richard Nixon tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày 21 tháng 2 năm 1972. Chuyến thăm Trung Quốc của Nixon vào năm 1972 là bước đột phá hướng tới việc bình thường hóa quan hệ song phương giữa hai nước. Một phần là do Trung Quốc mâu thuẫn với Liên Xô về con đường phát triển và tư tưởng chính trị. Trung Quốc liên minh với Mỹ kể từ năm 1972 nên đặng đã học được nhiều điều từ chế độ tư bản để áp dụng vào việc cải cách kinh tế tại Trung Quốc. Chính Đặng Tiểu Bình là người đã phát minh ra khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Trung Quốc gọi là chế độ cộng sản đặc sắc Trung Quốc. Việt Nam sau khi mất đi người anh cả xã hội chủ nghĩa Liên Xô sụp đổ thì phải quay lại ôm chân nước bạn thì cũng áp dụng dập khuôn theo mô hình kinh tế xã hội này, có lẽ cũng giống Trung Quốc tới 90%. Chế độ cộng sản kiểu mới này không còn giáo điều như chế độ cộng sản nguyên thủy. Nó chấp nhận có kinh tế tư nhân, có người bóc lột người, đảng viên được làm kinh tế, nhà nước không còn kiểm soát toàn bộ nền kinh tế cũng như xã hội, xóa bỏ tem phiếu và ủy ban kế hoạch nhà nước. Tuy nhiên, nhà nước vẫn kiểm soát một số ngành kinh tế thiết yếu, có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Các công ty, nhà nước vẫn đều nhiều đặc quyền đặc lợi cho dù dùng cùng chung một ngành kinh tế với tư nhân. Về mặt xã hội, chính quyền cũng giảm bớt sự kiểm soát, một số mặt được thả lỏng hơn như giáo dục đã được có trường tư, trường Tây, tư nhân được tham gia liên kết với các nhà xuất bản, nhà nước để phát hành sách, báo, toàn dân không hoàn toàn bị trói chặt vào tư tưởng cộng sản như trước đây. Tuy nhiên, một số mặt quyết định ảnh hưởng đến tư tưởng của người dân vẫn bị nhà nước kiểm soát rất chặt như sách báo vẫn bị kiểm duyệt, giáo dục vẫn chỉ có một bộ sách nặng về tuyên truyền, nhồi sọ. Cũng cần phải ghi nhận một hiện tượng là ngay tại chính Trung Quốc, chính sách cải cách và mở cửa thực dụng đã khuyến khích kinh tế thị trường giúp tăng trưởng nhanh chóng. Đây là hình ảnh tọa đàm mô hình kinh tế xã hội Bắc Âu thành tựu và bài học phát triển do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đại sứ quán các nước Bắc Âu tại Việt Nam gồm Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển tổ chức vào ngày 23 tháng 3. Tuy nhiên, tính tinh vi, tính tự trị đang bị lung lay bởi sự tập trung quyền lực dẫn đến cai trị độc đoán. Chính vì vậy mà quá trình chuyển đổi dân chủ đang bị thách thức nghiêm trọng tại quốc gia có nền kinh tế thứ hai trên thế giới này. Ông Phạm Quý Thọ nhận định tương đồng về chế độ chính trị Trung Quốc với Việt Nam có những điểm chung cơ bản về chuyển đổi dân chủ. Đó là việc chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang thị trường nhưng vẫn giữ chế độ đảng toàn trị. Việt Nam mới đây trong dự thảo báo cáo chính trị cũng tiếp tục khẳng định như sau. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng giới quan sát nhận định rằng chủ nghĩa xã hội còn ở xa, định hướng tới tương lai bất định, còn thị trường đang hiện hữu ngày càng rõ trước mặt trong thực tế chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường. Các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm mô hình xã hội chủ nghĩa dân chủ ở các nước phát triển Bắc Âu như Thụy Điển hay Đan Mạch. Tuy nhiên, nhận định chung đó vẫn là mô hình tư bản chủ nghĩa phát triển với nhà nước phúc lợi rộng rãi, trong khi các phương tiện sản xuất được sở hữu chủ yếu bởi tư nhân. Tài nguyên được phân bổ đến người dùng thông qua thị trường, chứ không phải bởi kế hoạch của chính phủ hay cộng đồng. Trước thực tế thành công của những mô hình xã hội chủ nghĩa dân chủ Bắc Âu trên nền tảng của mô hình tư bản chủ nghĩa kể trên, để che mắt nhân dân và cộng đồng quốc tế, kinh tế thị trường trong mô hình kinh tế tổng quát tại Việt Nam được nhận thức lại rằng không phải là từ khâu phân phối phúc lợi mà về khía cạnh thể chế như các quy luật và nguyên tắc vận hành để Việt Nam có thể trở thành bộ phận của thị trường quốc tế. Thế nhưng, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng không tiến bộ hơn nền kinh tế kế hoạch khi hiện tượng tham nhũng trong hệ thống chính trị đã trở thành vấn nạn tại Việt Nam, đe dọa đến tính chính danh và sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam và tất nhiên là của chế độ này. Đây là hình ảnh chụp màn hình một trong các tiêu chuẩn quan trọng nhất đối với nhân sự Đại hội Đảng 13 do Đảng đề ra, đó là có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, tận tụy với công việc. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng. Không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi. Ông Tổng Bí thư Việt Nam
Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vào ngày 25 tháng 11 năm 2020 đã nói như sau. Chưa đầy một nhiệm kỳ, hơn 100 cán bộ cấp chiến lược bị xử lý kỷ luật. Trong tất cả những tội lỗi, khiếm khuyết thì điều căn bản nhất tôi nhìn thấy đều có sự khiếm khuyết về đạo đức. Từ đầu, nhiệm kỳ 12 của Đảng đã coi chỉnh đốn nội bộ là trọng tâm, đồng thời với việc tăng cường chống tham nhũng không có vùng cấm mà dư luận hay gọi là chiến dịch đốt lò của ngài Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Song song với đó là các chỉ thị quy định của Đảng được ban hành theo hướng dẫn tập trung quyền lực đơn cử, quyết định số 244 TV vào năm 2014 về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng. Trong đó, việc đề cử, ứng cử là do cấp ủy Đảng quyết định. Thí dụ, điều 13 của quyết định có ghi như sau. Ở các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử. Không được ứng cử và tự và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị. Nhà nghiên cứu Phạm Quý Thọ kết luận, thực tế chỉ ra rằng việc tập trung quyền lực Đảng kìm hãm chuyển đổi dân chủ. Sở hữu toàn dân, nền tảng của chế độ xã hội chủ nghĩa là thách thức đối với quá trình tư hữu hóa, cổ phần hóa doanh nghiệp và tự chủ hóa đơn vị sự nghiệp công. Thị trường lao động thì bị chia cắt do bộ máy nhà nước luôn phình to, hiệu lực thấp nhưng lại thu hút đa số nhân lực bằng cấp cao. Khái niệm dân chủ xã hội chủ nghĩa khác biệt với các giá trị phổ quát về dân chủ và nhân quyền là cản trở thể chế hóa các quyền hiến định của công dân như quyền biểu đạt và hội họp. Và với những nhận định trên của Đảng Cộng sản Việt Nam thì rõ ràng đất nước Việt Nam sẽ ngày càng tụt hậu với thứ tư tưởng tụt hậu đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 12 năm 2020 với bản tin Đại hội 13 sợ dân chủ, Đảng cản trở kinh tế thị trường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.